Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lại người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilê, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mộ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo các anh hãy nói như thế này: "Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, trong tâm trạng thương nhớ thầy mình vừa bị người Do Thái giết chết, mặt khác đây là cũng những người thân cận nhất của Chúa Giêsu, nhưng họ vẫn còn lo sợ. Trang tin mừng ngày hôm nay, Thánh sử Matthew đã trình thuật cho chúng ta thấy rằng những người phụ nữ họ đã khóc thương Chúa Giêsu và đã hết lòng muốn đi theo Ngài nhưng sợ người Do Thái. Chính vì vậy mà hôm nay các bà đã vội vàng ra đến mộ thật sớm để sức dầu thơm ướp xác Chúa. Họ là những con người đã từng lặn lội theo Chúa Giêsu trong suốt hành trình mà Chúa Giêsu rao giảng. Tuy nhiên, sự việc diễn ra làm cho họ mất đi sự can đảm, mất đi sự vững vàng trong đức tin. Để rồi khi họ ra mộ, họ không còn thấy xác Chúa, thì họ đâm ra lo sợ. Chính vì sự lo sợ, mất đi niềm tin, các bà đã được Chúa Giêsu cũng như các sứ thần hiện ra để rồi củng cố lại niềm tin cho các bà khi Chúa Giêsu cất lời chào chị em. Và khi nhận ra được đó là Chúa, các bà đã rất đỗi vui mừng và sụp lại Ngài. Hành vi này cho chúng ta thấy rằng thái độ trân trọng, yêu mến, tôn thờ của các bà đã được lấy lại từ chính ngày gặp Chúa Giêsu phục sinh. Kính thưa cộng đoàn, thế nhưng chúng ta thấy một chi tiết khác, đó là những người lãnh đạo chức trách của Do Thái thì họ vẫn không tin, không mở lòng đón nhận về sự việc Chúa phục sinh này. Chính vì vậy mà họ phải tìm cách giấu đi sự việc này, để rồi chính sự gian dối của họ lại tiếp tục làm cho họ vấp ngã thêm. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nhắc các bà hãy về báo cho các môn đệ biết rằng thầy của họ đã sống lại và muốn gặp họ tại Galilê, họ sẽ thấy thầy tại đó. Lời nói của Chúa Giêsu dạy các bà cũng là sứ điệp mà Chúa trao ban cho mỗi người chúng ta. Đó là chúng ta cũng học nơi chính những người phụ nữ này, là những người đầu tiên loan báo về Chúa Giêsu phục sinh và là người làm chứng về Chúa Giêsu phục sinh. Chúng ta cũng được mời gọi trở nên những chứng nhân Kitô hữu, làm chứng cho tin mừng, làm chứng cho sự thật và đặc biệt nhất
đó là làm chứng cho Đức Kitô, Ngài đã chết và đã phục sinh, và cái chết của Ngài không phải là cái chết bình thường như bao con người khác, nhưng là cái chết để đón nhận sự phục sinh. Cái chết của Ngài là cái chết để lãnh tội cho chúng ta, để xóa đi tất cả những gì mà chúng ta đã lầm lỗi, Ngài đón nhận hết. Và Ngài làm cầu nối cho chúng ta nối nhịp với lại Chúa Cha và trở nên làm con của Ngài. Vậy qua lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi hãy bước đi can đảm, hãy bước lên để làm chứng về tin mừng phục sinh này. Và xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta qua niềm tin và niềm vui của Chúa phục sinh, Chuyên Chúa cũng đốt lên sự yêu mến nồng nàn trong mỗi người chúng ta về Thiên Chúa, để rồi qua sự cầu nguyện, qua chúng ta năng nhận các bí tích nói lên sự yêu mến của chúng ta với lại Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã chết vì chúng ta. Amen.